Xin kính chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, nuôi cá phát triển kinh tế gia đình không còn quá xa lạ với nhiều người dân Lâm Đồng. Thế nhưng, nuôi cá ở vùng cao cho kết quả tốt thì không phải ai cũng làm được. Mở đầu chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng đến với ao cá trăm triệu ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Đây là ba hồ cá rộng hơn 3.500 m² của gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở thôn 4, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Nếu như các nông hộ nuôi cá khác thường chọn những vùng trũng rộng lớn để nuôi cá thương phẩm, thì anh lại chọn nơi phố núi này để thả cá và mang lại hiệu quả bất ngờ. Ba ao cá này được đào vuông vắn sâu trên 2 m và được trồng ken trái xung quanh. Các loại cá được thả trong ao có cá trắm cỏ, trắm đen, cá chép, rô phi, v.v. Từ ba ao cá này, mỗi năm anh Minh thu hoạch hàng chục tấn cá các loại đủ chi phí để nuôi sống cả gia đình và cho các con theo học đại học. Nuôi thủy sản ở đây phát triển tốt và nó ít phải đầu tư cái công lao động như những cái vật nuôi cây trồng khác. Và nuôi thủy sản, nuôi cá, nhất là cá chấm cỏ thì ở cái vùng chúng tôi là tận dụng được các cái cỏ giả vì nó còn nhiều đất cho nên nó có nhiều lá cỏ phù hợp với nó. Và nếu để mà nuôi thủy sản thì nó có cái ưu điểm là nó không bị mất giá, nhìn chung là giữ được cái giá, nó tăng đều đều. Và nếu phát triển kinh tế mà có cái mô hình nuôi thủy sản thì rất tốt và phù hợp. Khác với hầu hết các gia đình nuôi cá theo lứa, thả và thu hoạch theo thời gian nhất định, anh Minh lại để cá lớn hết khả năng có thể. Trong ao cá của anh, cá vài ba ký đến hàng chục ký đều có. Theo anh, nuôi cá lớn rất nhàn, cá ít chết, ít bệnh mà lại bán được giá cao. Đối với cá lớn, anh bán theo nhu cầu tiêu thụ chứ không bắt hàng loạt. Theo anh Minh, muốn để cá lớn nhanh phát triển tốt, cá to thì phải đảm bảo từ ao nuôi cho tới thức ăn, đồng thời bảo vệ môi trường cho ao nuôi thật tốt. Nước được dẫn ống trực tiếp từ một mạch nước ngầm trên núi cách xa 300 m, chạy thẳng vào từng ao. Thức ăn cho cá chủ yếu là cỏ. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, anh cũng cho thêm cám viên, nhưng số lượng không nhiều. Chính vì thế mà cá trong ao cho chất lượng rất tốt, thịt chắc. Nếu để phát triển thủy sản ở khu vực này thì theo như chúng tôi đã từng nuôi vào trong cái tổ hợp ra của chúng tôi thì phát triển thủy sản là cái hướng đi rất tốt. Vì nó vừa ổn định được môi trường, nó có cái nước tưới sử dụng, tận dụng để dùng nước tưới cho mùa khô. Và mình duy trì được cái nguồn nước ở các cái khu vực dân làm vườn thì nó sẽ ổn định hơn. Và để phát triển kinh tế thì nó là rất phù hợp. Nó có cái điều kiện để cải tạo sinh hoạt hàng ngày của các cái hộ dân lao động. Và về lĩnh vực kinh tế thì nó cái thu nhập của nó ổn định và khá. Nhưng nó có cái nhược điểm là cái vùng mình thì cái giống thủy sản thì hơi khó khăn và phải tìm tòi. Cho nên là người lao động thì để đầu tư những cái giống nổi trội thì hơi khó khăn vì điều kiện kinh tế. Hiện mô hình nuôi cá này đang là một trong những mô hình nuôi cá thương phẩm trên vùng cao đạt chất lượng tốt. Sau khi mà định hướng về phát triển nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì gia đình nhà anh Minh đã tự nghĩ ra và xây dựng thành ao hồ là để nuôi cá, là mang lại cái hiệu quả là tương đối ổn định. Và trong cái nuôi cá để thương phẩm bán thịt thì cũng có cả một cái ao để câu giải trí, tăng thêm thu nhập và được cái thu nhập về kinh tế gia đình là cao hơn những cái cây trồng khác. Thì bây giờ hiện tại xã Thần Nông là đang có là 5 hectare ao hồ để nuôi cá nước ngọt và có cả nuôi theo cá ét mọi là của trung tâm khuyến nông tỉnh. Hiện không chỉ phát triển nuôi cá thương phẩm, với cảnh quan đẹp mát mẻ và đàn cá lớn rất nhiều, nên anh Minh còn dự định phát triển mô hình câu cá giải trí. Mục tiêu của anh vẫn là cá thương phẩm vì đây là nguồn thu chính. Tuy nhiên, với việc du lịch canh nông đang dần phát triển, địa điểm của anh không quá xa thành phố, thì ý tưởng này hoàn toàn có thể thực hiện được và hứa hẹn sẽ là một trong những điểm dừng chân lý tưởng của người dân địa phương cũng như du khách khi đến với Đà Lạt.
Thưa bà con và các bạn, sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đã và đang là yêu cầu bức thiết của một nền nông nghiệp hiện đại. Trung tâm Khuyến Nông Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để thực hiện mục tiêu quan trọng trên? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Võ Văn Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông, thời gian qua Trung tâm Khuyến Nông Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững tại các địa phương ạ? Đối với Trung tâm Khuyến Nông thì trong thời gian vừa qua thì cũng dựa vào cái điều kiện thực tế của địa phương mà để mà có cái công tác thông tin tuyên truyền và xây dựng những cái mô hình trình diễn tại các cái địa bàn trên những loại các cái đối tượng cây chủ lực để cho bà con nông dân tham quan, học hỏi và nhân rộng những mô hình đấy. Như hiện nay cái điều kiện mà khí hậu, thời tiết nó thay đổi bất thường, ngoài cái dự đoán của chúng ta, nó không có theo quy luật như trước đây. Cho nên nó có việc mà nó làm thay đổi cái sinh lý của cây trồng, sinh trưởng phát triển rồi sâu bệnh nó phát triển nó không theo quy luật. Rồi cũng chính vì cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu đó mà nó làm cái mùa vụ, đặc biệt là cái vụ mà cây mà ra hoa cái trái nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó cái việc mà phát triển nông nghiệp bền vững là xây dựng các cái mô hình làm sao đó mà chúng tôi đưa những cái tiến bộ kỹ thuật nó thích ứng được với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, trong đó nó góp phần giảm thiểu một phần giảm thiểu về cái tác động của biến đổi khí hậu để làm cho cái nông nghiệp mà cho bà con sản xuất nông nghiệp là nó được ổn định hơn. Đấy. Ví dụ như bây giờ hiện nay là có các cái mô hình như mô hình cà phê thì lâu nay thì bà con chúng ta cũng sản xuất bình thường, bà con Lâm Đồng thì cũng đã sản xuất cà phê lâu năm rồi. Tuy nhiên thì cái việc mà ảnh hưởng biến đổi khí hậu hiện nay cũng rất trầm trọng đối với cây cà phê. Ảnh hưởng thì chúng tôi có những biện pháp, ví dụ như là xây dựng cái mô hình cà phê bền vững, hướng dẫn cho bà con có cái biện pháp canh tác trên vườn làm sao mà chống xói mòn, rồi trồng cây che bóng, bón phân hợp lý, dùng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết, vân vân. Thì đó là những biện pháp kỹ thuật cụ thể mà chúng tôi đã, bên cạnh các thông tin tuyên truyền qua các kênh mạng internet của cái trang web của Trung tâm Khuyến Nông, bản tin Khuyến Nông thì cũng có một số mô hình tại cơ sở để bà con học tập. Đấy. Vâng, với những mô hình mà chúng ta đã triển khai thời gian qua thì đến nay đã có những hiệu quả. Như vậy thì giải pháp nhân rộng là như thế nào thưa ông? Đúng rồi, thì cái việc mà mình xây dựng mô hình thì nó nằm ở cái đại diện thôi. Nói chung mô hình đại diện, cho nên muốn nhân rộng được cái này thì chúng ta phải có công tác tuyên truyền và cũng chỉ cho bà con nông dân thấy rõ ràng là cái việc mà mình làm mô hình bền vững thì nó sẽ có hiệu quả hơn và nó tốt hơn, mà mình phải phân tích được những cái lợi của nó thì bà con nghe thì bà con mới làm theo. Thì cái đó, những cái phân tích đó, những cái tuyên truyền đó thì nó thông qua những cái cuộc, ví dụ như là sau mô hình trình diễn thì chúng ta tổ chức những cái cuộc hội thảo, một cuộc hội thảo tổng kết đánh giá tại cơ sở, rồi chúng ta sẽ đưa qua các kênh như tôi vừa nói thì bà con tiếp cận cái đó và chỉ ra những cái nơi mà đã có mô hình được bền vững và cái người chủ mô hình họ xác nhận là làm theo phương pháp này thì rất có hiệu quả và nó sẽ mang lại cái thu nhập ổn định hơn. Thì lúc đó chắc chắn bà con sẽ làm theo, áp dụng làm theo. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa bà con và các bạn, phần cuối của chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu giải pháp tiên tiến để triệt tiêu nấm khuẩn trong canh tác các loại rau củ quả hiện nay. Sản xuất rau quả của nước ta được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Tại Lâm Đồng, nhờ lối canh tác tiên tiến cộng với tư duy mới về thị trường, bà con nông dân đã sản xuất và cung cấp hơn 70 loại rau củ quả thương phẩm cho người tiêu dùng cả nước. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc tràn lan vừa không đáp ứng tiêu chuẩn nông sản an toàn, vừa gây ra tình trạng kháng thuốc, gây khó khăn cho nhiều nhà vườn và các doanh nghiệp xuất khẩu. Trong cái canh tác mà an toàn và hiệu quả, thì đối với Lâm Đồng hiện nay thì chúng ta cần phải lưu ý một số các cái giải pháp mang tính chất tổng hợp. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi khuyến cáo là lựa chọn những loại thuốc có hiệu quả, nằm trong cái danh mục được phép sản xuất và ưu tiên chúng ta sử dụng các loại thuốc sinh học thảo mộc để làm sao chúng ta hạn chế được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản. Aquiline 100SNL là thuốc trừ bệnh hữu cơ nên không có thời gian cách ly, có thể sử dụng ở bất cứ loại cây trồng nào mà không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. NVO250SC với hoạt chất azoxytrobin thế hệ mới, thời gian cách ly ngắn hơn nhưng hiệu quả hơn, giúp phòng trừ nhiều loại nấm trên nhiều loại cây trồng. Sự kết hợp của Angelite và
NVO250SC giúp phòng trừ hiệu quả cả nấm lẫn vi khuẩn trên các loại rau màu như bệnh đốm lá, sương mai trên cà chua, tháng thư, héo xanh, héo vàng trên ớt và rau. Đặc biệt, bộ giải pháp đặc trị các loại nấm khuẩn kháng thuốc và đáp ứng chuẩn an toàn với các loại rau ngắn ngày, rất phù hợp để sử dụng trong canh tác rau an toàn tại khu vực Lâm Đồng. Thì để giải quyết cái tình trạng đốm lá do nấm và vi khuẩn này, thì công ty Hợp Trí chúng tôi đưa ra cái cặp sản phẩm AgriLife 100SL và NVO250SC sẽ giải quyết cho bà con mình cái đốm lá do nấm và vi khuẩn này gây ra. AgriLife và NVO là có nguồn gốc hữu cơ, không để lại cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là những cái dòng sản phẩm thế hệ mới, cho nên nó sẽ ngăn ngừa cái tình trạng mà bệnh đốm lá sẽ kháng thuốc. Khoảng thời gian gần đây á, là cái bệnh tình là mắc cua, đốm vòng ở đầu mùa này thì rất khó trị. Những thuốc khác là bơm cảm thấy là không hiệu quả nữa rồi. Thì khi gặp cặp thuốc AE của công ty Hợp Trí này giới thiệu sản phẩm xuống thì tôi bơm tôi cảm thấy là nó hiệu quả khô. Trong cặp thuốc AE này nó có khả năng là nó trị được cả bệnh móc xương, bã trầu. Đó, là nói chung là tôi cảm thấy nó rất là hiệu quả. Nên là cũng khuyến khích là bà con nông dân mình cũng nên là tập trung xài cái thuốc này cho nó hiệu quả kinh tế cao và nó cũng sạch đẹp của cái môi trường, nó không có chất độc hại. Áp dụng đúng đắn các biện pháp khoa học trong canh tác sản xuất cây trồng giúp thành phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, giá tốt. AgriLife NVO triệt tiêu nấm khuẩn. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.